Giảm cân nhanh chỉ bằng cách dùng quả quất. Giảm mỡ thừa không khó như bạn nghĩ nếu uống quất và mật ong đúng cách. Tác dụng giảm mỡ của trái quất. Trong trái quất có chứa hàm lượng vitamin C rất cao, nó là tài sản lớn cho bất cứ ai muốn giảm mỡ. Đơn giản vì nó giúp cơ thể hấp thụ canxi vào các tế bào mỡ, giúp bạn giảm cân hiệu quả. Và đây là một loại quả rất dễ sử dụng, hiệu quả rất cao mà chi phí lại rất thấp. Pha quất với mật ong. Ảnh minh họa. Nguyên liệu: 3 quả quất, 2 thìa cà phê mật ong, 250ml nước ấm, cốc và thìa. Quất sau khi mua về bạn đem rửa sạch, dùng dao cắt đôi, ép lấy phần nước cốt nguyên chất ra chiếc cốc nhỏ và lọc bỏ hết hạt. Đổ thêm mật ong nguyên chất vào cốc, dùng thìa khuấy đều với 250ml nước ấm. Hỗn hợp thu được nên thưởng thức ngay sau khi hoàn thành. Tuy nhiên nếu muốn uống lạnh bạn có thể bỏ thêm vài viên đá cũng khá tốt. Kiên trì thực hiện trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày một lần vào các buổi sáng sau khi thức dậy, nên uống khi bụng vẫn còn đói và chưa nạp thức ăn vào trong cơ thể. Ngoài ra bạn có thể sử dụng thức uống này vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, mỗi khi thấy khát để đem lại kết quả cao nhất. Lưu ý để giảm cân. Ăn rau nhiều rất tốt cho việc ăn kiêng nhưng cần chú ý trái cây, nhất là những loại có vị ngọt, không giúp ích gì cho việc giảm cân. Rau có năng lượng không cao nhưng trong rau có nhiều loại vitamin. Tuyệt đối không dùng các món chiên, quay, da, đổ lòng, mỡ hành, hành phi, nếu có thể tự chủ bản thân được thì chỉ dùng thử một miếng và chỉ một mà thôi. Cần cảnh giác với việc ăn chay, do đa số đều chứa một lượng chất béo, chất bột đường khá cao. Uống thật nhiều nước, bất kỳ lúc nào có thể uống, mỗi ngày nên uống từ 3 đến 4 lít nước lọc. Nên uống nước trước bữa ăn và ngay khi ngủ dậy. Khi có thời gian rảnh, nên chọn việc đọc sách, báo, đi dạo, tập trang điểm thay cho việc nấu nướng hay đi mua thức ăn.